thấy chạnh lòng cho lắm, tại vì cái đó là cái nhu cầu riêng của mỗi người, cũng như cái thị hiếu riêng của mỗi khán giả cũng như là thính khán giả khi mà xem. Thì thực ra là trước giờ Miss Earth đã có khá nhiều đại diện Việt Nam, trong khi cuộc thi Miss Love là khá mới mẻ đối với Việt Nam mình. Thì tất nhiên khi mà trước giờ Việt Nam chưa có người đăng quang, thì bây giờ lại có một đại diện đăng quang, thì điều đó là một cú hích rất là lớn. Còn riêng bản thân Ngân Miss Love mới, và mọi người cần phải xác minh cuộc thi nhiều hơn và dành thời gian để có thể hiểu hơn về cuộc thi. Thì Ngân may mắn thì Ngân chiến thắng thì cũng có sự chú ý, nhưng mà cái đó không phải là cái niềm mà để mình cảm thấy chạnh lòng, mà mình càng cảm thấy là phải tự hào hơn nữa, vì Việt Nam mình ngày càng có một cái bước tiến dài trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Hiện tại thì Ngân khá là bận rộn với những cái công việc cũng như những cái dự án. Sắp tới thì Ngân sẽ có một cái dự án về việc quảng bá du lịch của Việt Nam bằng hình ảnh cũng như bằng sách ảnh. Trong suốt thời gian vừa qua thì Ngân còn phải làm các công việc với vai trò là đương kim của Miss Love, và bây giờ thì Ngân mới trao nguyên miệng lại, nên là vẫn tiếp tục với công việc của mình, và bây giờ mình mới có hoàn toàn thời gian để có thể thực hiện dự án riêng của bản thân mình. Cho đến hiện tại thì Ngân không dám nói trước được điều gì, nhưng mà đâu biết đâu tương lai, tại vì Ngân cũng nghĩ là ở độ tuổi của Ngân không phải là quá lớn tuổi nhưng mà cũng không còn là quá trẻ. Nếu mình có cơ hội, và thật sự Miss Love cũng là một cái cơ hội rất là bất ngờ, thì biết đâu cơ hội đến, một cái cơ hội bất ngờ đến với Ngân lần nữa thì sao.